mến, chúng ta cùng nhau chào đón năm mới Mậu Tuất 2018. Thưa quý vị và các bạn, theo kinh nghiệm của người phương Đông thì những người tuổi Tuất thường là những người chính trực, thích làm việc trượng nghĩa. Họ cũng là những người rất gần gũi và hòa đồng với mọi người. Trong năm mới Mậu Tuất này thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ và du xuân với một người tuổi Tuất rất nổi tiếng và là người con ưu tú của quê hương Thái Bình trong không gian xuân của thủ đô Hà Nội. Cảm ơn Trung tướng đã bớt chút thời gian dành cho chương trình trong những ngày đầu năm mới này ạ. Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì xin được chúc cho Trung tướng và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và thật dồi dào sức khỏe. Tôi xin cảm ơn. Thưa Trung tướng Phạm Tuân, là đất và người Thái Bình thì luôn tự hào khi có anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Tuân. Vậy còn với Trung tướng thì quê hương Thái Bình gắn bó với Trung tướng như thế nào ạ? Tôi sinh ra lớn lên ở huyện Kiến Sương của Thái Bình, mà Thái Bình là một tỉnh nghèo và có lẽ Kiến Sương cũng là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh. Trong cái nghèo khó đó thì con người luôn luôn phải gắn kết với nhau, đấu tranh với thiên nhiên để giành lại cuộc sống, giành lại cơm áo cho mình. Và trong cuộc đấu tranh đó thì nó phải thể, ai mà thể hiện được bản lĩnh của mình thì đấy mới là những người chiến thắng. Và chính là truyền thống gắn kết, truyền thống là chiến đấu với trời, với đất, với giặc ngoại xâm, nó đã tạo nên những con người Thái Bình quê hương chúng ta. Và chính những truyền thống đó nó luôn luôn đi theo với tôi. Và trong những lúc khó khăn nhất thì mình lại nghĩ về mảnh đất quê hương của mình. Và chính là cái cội nguồn đó cũng là cái động lực hết sức lớn lao để giúp cho mình vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành được cái công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Vậy thì Trung tướng có nhớ rằng là Trung tướng đã đón cái Tết ở quê hương Thái Bình lúc còn nhỏ của mình như thế nào không ạ? Đúng là mỗi ngày Tết thì mọi người đều về nghĩ ngợi và trở về với quê hương đất tổ của mình. Thế cho nên là những cái Tết của thời trẻ thơ nó luôn luôn song hành với cuộc đời của chúng tôi, cuộc đời những người lính. Tôi nhớ rằng là cái Tết ngày xưa ở quê thì nó còn nghèo lắm, nhưng mà cả năm gia đình lam lũ rồi để dành lại một cái gì đó cho ngày Tết. Ngày Tết là người ta để tưởng, mình nhớ đến nhau, chúc tụng nhau. Gia đình chúc nhau, rồi nhân hàng xóm láng giềng chúc nhau và nghĩ cho một cái năm mới sắp đến nó tốt đẹp hơn. Và chính vì những cái ý nghĩa đó mà những cái Tết thời trẻ thơ nó để lại cái niềm sâu sắc lắm. Dù gia đình khó khăn đến mấy cũng phải sắm cho con được một bộ quần áo, đó, súng xính trong mấy ngày Tết, rồi thì cho mấy hào để đi mua mấy quả pháo, rồi con cù con quay, rồi thì pháo đất. Vậy thì đến năm bao nhiêu tuổi thì Trung tướng bắt đầu rời khỏi quê hương để tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc ạ? Năm tròn 18 tuổi thì lên đường nhập ngũ và vào bộ đội. Và trong cái quãng thời gian đấy thì hẳn là Trung tướng phải đón những cái Tết xa nhà đúng không ạ? Tôi vào bộ đội năm 65, nhưng đúng đến năm 1975 sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng thì lúc bây giờ mới được về ăn Tết. Nghĩa là cái thời gian là nó rảnh rỗi hơn một chút nên là cấp trên cho về ăn Tết, và đúng sau 10 năm mới được đón giao thừa quê hương của mình. Vui lắm, vừa vui về được đón thừa quê hương mà cái vui hơn là đón giao thừa trong điều kiện đất nước vừa được giải phóng hòa bình, mà thế là một cái Tết rất là trọn vẹn đúng không ạ? Được biết là chiến công đầu tiên của Trung tướng đó là vào đêm 27 tháng 12 năm 1972, với chiếc MiG-21 thì Trung tướng đã bắn hạ máy bay B-52 được mệnh danh là pháo đài bay của Mỹ, và Trung tướng là người đầu tiên bắn hạ được máy bay này và từ trên không trở về an toàn. Đúng, đêm ngày 27 tháng 12 năm 72, tôi đã xuất kích từ sân bay Yên Bái, bay lên và bắn rơi máy bay B-52 của đế quốc Mỹ trong cái chiến dịch 2 ngày đêm. Đó là cái chiếc máy đầu tiên của không quân chúng ta bắn rơi. Vậy thì sau chiến công đó thì Trung tướng có được về ăn Tết cùng với lại gia đình không ạ? Ngay sau khi bắn rơi B-52 rồi thì chúng tôi tiếp tục tham gia chiến đấu, tiếp tục trực chiến. Là lúc bây giờ là đất nước vẫn còn chia cắt hai miền mà chúng ta vẫn còn phải sẵn sàng chiến đấu. Tôi nhớ rằng là sau khi đón giao thừa ở sân bay Nội Bài xong, và đến chiều hôm mùng 1 thì tôi lại được cấp trên cho về ăn Tết. Tôi vừa về đến nhà thì lại đơn vị cũng đến đón tôi quay trở lại đơn vị để tiếp tục làm nhiệm vụ.
Đấy, Tết của bộ đội nó là như thế. Cái Tết trong thời chiến thì có gì đặc biệt không thưa Trung tướng? Tết xa nhà của bộ đội nó trang trọng lắm. Mình là những người làm nhiệm vụ chiến đấu để canh giữ bầu trời cho nhân dân được ăn Tết. Đấy là một niềm vinh dự rất lớn lắm. Tuy nhiên có thiệt thòi một chút đấy, không được sum họp cùng gia đình. Nhưng mà mình lại đứng ra canh trời, canh biển để người dân được ăn Tết. Đấy là cái thú vui. Tết năm 1972 và Tết năm 1973 là đều là được bay lên trời trong đêm 30. Vâng, dù là thời điểm nào thì đối với Trung tướng Phạm Tuân hay là bất cứ một người con nào của quê hương Việt Nam cũng đều mong có một cái Tết đoàn viên bên gia đình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trở về nhà của Trung tướng Phạm Tuân để cảm nhận không gian xuân ấm cúng và tiếp tục câu chuyện. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì thay mặt những người làm chương trình có chúc hòa quê là đặc sản của Thái Bình xin gửi tới Trung tướng và gia đình ạ. Xin cảm ơn các cháu đã thực hiện cái mình riêng, không những mang theo tình cảm mà mang cả hương vị của quê hương Thái Bình ra. Tết năm nay chắc nhà bác rất vui, có những tình cảm quê hương đồng thời có những hương vị quê hương làm cho cái Tết của bác ở thế Hà Nội này chắc cũng sẽ ấm cúng hơn. Tướng thì có kỷ niệm nào về món quà quê bánh cánh của quê hương Thái Bình không ạ? Trước đây mỗi lần đi bộ đội, đi về phép thì khi lên thì đều mang theo cái bánh cánh làm quà cho anh em miền Bắc và ai cũng khen ngợi là bánh cánh của Thái Bình chúng ta là ngon và có lẽ bây giờ nó vẫn là ngon và nó vẫn là đặc sản của quê hương ta cho đến ngày nay, đúng không ạ? Vâng ạ. Trung tướng có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình được biết rằng là năm gần đây về quê ăn Tết nhất của Trung tướng là khi nào ạ? Nếu nói đúng ra thì tôi đi bộ đội đã hơn 50 năm rồi. Mà thực sự đón một cái giao thừa quê là đúng có một lần. Đó là vào năm 75, sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng thì bộ đội chúng ta được xả hơi một chút và tôi được về quê ăn Tết. Bây giờ là và có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời bộ đội của mình về quê đón Tết. Còn sau này thì cũng về thường xuyên, nhưng mà thường là về trước Tết hoặc là về sau Tết. Chứ còn có cái giao thừa trọn vẹn ở quê thì hầu như không có. Và Trung tướng có cảm nhận cái Tết của Thái Bình ngày nay thì so với cái Tết của Thái Bình ngày trước là như nào? Về cái truyền thống ăn Tết của quê hương ta thì nó vẫn giữ được. Tất nhiên cái Tết ngày xưa thì các cháu biết là nó nghèo đó. Thế nhưng mà bây giờ về trở lại thì thấy nó khác hẳn rồi. Con người nhìn cái gương mặt của mỗi người thấy nó sáng sủa và thấy nó vui vẻ hơn rất nhiều. Là nó thể hiện cái cuộc sống đầm ấm nó được dựng lên rồi. Thế thì còn thì xung quanh thì đường xá, cầu cống và nhà cửa đều khang trang lên rất nhiều. Thì tất cả cái cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần đó nó mang lại cho quê hương chúng ta một cái đời sống rất là đầm ấm và rất là phát triển trên tất cả. Hiện nay thì cháu đã nhìn thấy cái bức ảnh khi mà Trung tướng đặt chân vào vũ trụ đã được đặt trang trọng tại bước chính giữa của ngôi nhà. Và vậy thì Trung tướng có nhớ cái cảm giác mà đã 30 năm về trước khi mà Trung tướng đặt chân vào vũ trụ không ạ? Nói đúng hơn là chuyến bay vũ trụ của tôi đã thực hiện đến nay là gần 40 năm rồi. Chính xác là 38 năm. Thì đúng là lúc bây giờ thì đất nước chúng ta vừa bước ra khỏi chiến tranh chống Mỹ. Nhưng mà chiến tranh phía Bắc vẫn còn. Đất nước chúng ta bây giờ còn nghèo lắm. Không phải chỉ nghèo không mà bị tàn phá, kiệt quệ của chiến tranh. Nhưng với sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước sau chúng ta đã vươn lên và cũng có cái sự giúp đỡ đó, đội bay vũ trụ Việt Nam và Liên Xô đã được phóng lên bay vào vũ trụ. Thì tôi là người đầu tiên đại diện cho Việt Nam, đại diện cho cả châu Á chúng ta, đại diện cho thế giới thứ ba để bay vào vũ trụ. Đấy là vinh dự. Và tôi cũng lại được vinh dự nữa là cũng là người đầu tiên được đặt chân trong cái môi trường không gian của vũ trụ.
Tôi nghĩ rằng là tất cả những cái gì mình làm được, có lẽ đấy là cái cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và từ cái đó, với sự giúp đỡ của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã làm được những điều kỷ niệm. Chúng ta đã đánh thắng được những đế quốc lớn, chúng ta lại bay tiếp vào vũ trụ. Thì nó thể hiện là con người Việt Nam chúng ta có khả năng làm được rất nhiều việc lớn nào, không thua kém các nước xã hội chủ nghĩa nhau, và không thua kém một nước nào khác nữa. Tôi nghĩ thế là cái niềm tự hào của dân tộc Việt Nam chúng ta, là chúng ta có bản lĩnh, có ý chí, có quyết tâm và có trí tuệ để chúng ta làm được những cái điều lớn. Và công cuộc xây dựng đổi mới hiện nay nó thể hiện đúng cái điều như vậy. Và năm Mậu Tuất này thì Trung tướng đã bước sang tuổi 72 rồi. Vậy thì Trung tướng có suy nghĩ gì về cuộc đời người lính? Và có khi nào Trung tướng cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian hào hùng ấy không ạ? Có lẽ là cả cái tuổi trẻ của mình thì đều là phục vụ cho đất nước trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Ai mà cũng phải già đi thôi. Nhưng mà sau khi ở cái tuổi đã ngấp nghé như thế này rồi, nhìn lại cuộc đời của mình thấy những cái gì mà Đảng và nhân dân giao cho mình đã làm được, đấy là cái vui nhất. Và cái làm được của mình cũng không phải chỉ có mình làm được đâu. Cái làm được của mình phải có từ quê hương, từ đất nước, từ đồng chí, đồng đội, từ bạn bè. Và tất cả những yếu tố đó nó tạo nên một sức mạnh, và nó là cái động lực rất lớn, nó giúp mình vượt qua mọi khó khăn để mà hoàn thành được cái nhiệm vụ. Thế cho nên bây giờ nhìn lại cái tuổi 70 của mình thì mình thấy nó sảng khoái lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Coi như mình đã làm hết được công việc rồi, giờ sống một cuộc sống cuối đời vui vẻ cùng con cháu, cùng đồng chí, đồng đội để ngắm nhìn đất nước chúng ta vào xuân. Và tôi nghĩ rằng là mình tự hào nhiều hơn là cái mình liên tiếp. Vậy thì có khi nào Trung tướng cảm thấy áp lực danh hiệu anh hùng của mình không ạ? Có lẽ là như thế này. Khi mình hoạt động mà mình cũng không đặt mục tiêu là mình trở thành anh hùng đó. Mình cứ làm việc rồi thì nhân dân rồi nhà nước phong tặng mình thành anh hùng thôi. Thế cho nên là trước khi anh hùng và sau anh hùng mình vẫn cứ làm như vậy. Tôi thì tôi chả thấy có cái gì gọi là áp lực lắm về cái này cả. Mình vẫn hoạt động, mình vẫn sinh hoạt. Trước đây mình là phi công, mình vẫn đi bay. Thế cho nên là cái danh hiệu là cái danh hiệu rất cao quý. Mình làm sao mình phải nghĩ là mình giữ lại đi được thôi. Đừng làm cho nó mai một đi, đừng làm cho hình ảnh của một người anh hùng của một đất nước nó mai một đi thôi. Chứ còn áp lực mình phải thế này, mình phải thế kia thì tôi chẳng có thể nghĩ thế cả. Bởi vì mình cứ làm như những cái gì mình đã làm. Trước khi được tuyên dương anh hùng mình làm như thế nào, thì sau khi tuyên dương anh hùng mình cứ thế mà sống. Sống đúng với lại cái bản chất, với lại cái cuộc sống của mình. Thì tôi nghĩ rằng là nó rất bình thường, nó thoải mái. Và cho đến giờ về tôi cũng rất thoải mái trong tất cả các sinh hoạt của mình, tôi không có gì phải lo lắng suy nghĩ cả. Và trong gia đình của Trung tướng thì con cháu của Trung tướng thì có ai theo nghiệp lính như Trung tướng không ạ? Nói về riêng gia đình tôi thì cũng đã ba người là chiến sĩ rồi. Hai vợ chồng, thằng con trai cũng là bộ đội. Thế còn trong cả cái gia đình họ hàng nhà tôi, con em trai em gái và trong gia đình đó thì rất nhiều bộ đội, và trong đó có hẳn ba phi công ấy. Và bây giờ thì các cháu phi công cũng còn đang bay. Tất nhiên nó không bay máy bay chiến đấu, nó bay trực thăng chiến đấu thôi, nhưng mà nếu có chiến tranh cần thiết thì nó chuyển sang nó bay, chắc rằng nó cũng theo ngành của chú, của bác, của ông, của cha được. Chúng tôi thường nói là gia đình tôi là gia đình người lính, nên đấy vào nhà các bạn thấy tất cả nó đều là rất là linh cảm. Và Tết đến xuân về thì Trung tướng mong muốn điều gì nhất trong năm mới này ạ? Cái suy nghĩ và cái mong mỏi nhất của tôi có lẽ là làm sao đất nước ta an bình cho đất nước, an bình cho nhân dân, an bình cho xã hội, an bình trong mỗi gia đình và an bình cho mỗi con người chúng ta. Và tôi nghĩ có cái an bình đó thì chúng ta được sống trong một cái cuộc sống nó thật thanh thản, và từ đó chúng ta có thể phát huy được mọi cái khả năng của mình, phát huy được trí tuệ của mình và tiếp tục phát huy truyền thống mà ông cha chúng ta trước đây đã làm để chúng ta xây dựng đất nước chúng ta tốt đẹp hơn. Và mỗi mùa xuân sang thì phía trước nó đều
đều đặt ra một cái hướng rất là rộng mở để đất nước con người chúng ta tiến lên, tiến hơn nữa, để cho cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi con người chúng ta tốt hơn lên. Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Trung tướng ạ. Vâng, và thực sự cho đến ngày hôm nay thì chiến công bắn hạ máy bay B-52 trở về an toàn và là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ không chỉ là những câu chuyện đáng tự hào mà còn là thông điệp về khát vọng và ước mơ của năm mới Mậu Tuất này. Một lần nữa thì thay mặt những người làm chương trình, xin chúc cho Trung tướng và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Nhân dịp năm mới thì tôi cũng rất là vinh dự được gửi đến tất cả khán giả trên kênh truyền hình những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc cho một năm mà mỗi một con người chúng ta sống tốt đẹp hơn, sống hạnh phúc hơn và đóng góp được nhiều hơn công sức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chúng ta.